Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, các vụ trọng án với những phương thức gây án khác nhau của từng hung thủ đã gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Mỗi vụ án là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bi hài chuyện người đàn bà nửa đêm cắm sừng chồng ngay tại tư gia. Nửa đêm, người phụ nữ trăng hoa liều lĩnh kéo tình nhân vào nhà để diễn trò trốn chúa lộn chồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh năm 1982, ngụ Đồng Nai, không ngờ hành vi ngược luân thường đạo lý lại gây ra một tấn bi hài. Hình ảnh Trần Quốc Cường, sinh năm 1980, ngụ Đồng Nai, ra tòa với một chân tàn tật khiến nhiều người dự khán thấy cám cảnh cho bị cáo. Có lẽ cũng chính vì khiếm khuyết đó mà khiến hôn nhân giữa Cường và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Hoa không hạnh phúc trọn vẹn. Trong mắt lối xóm, Bà Hoa từng là người đàn bà giỏi giang khi cáng đáng công việc gia đình, vừa nuôi hai con, vừa chăm sóc người chồng không lành lặn. Bà Hoa có công việc khá ổn định khi tự mở cho mình một tiệm làm móng tại nhà. Trong khi vợ làm việc, Cường lại ham đỏ đen nên từng bị tòa án nhân dân thành phố. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 25 triệu đồng về tội đánh bạc vào năm 2023. Mối quan hệ hôn nhân vợ chồng của Cường gặp sóng gió vì hai người không còn tâm đầu ý hợp. Lẽ ra, khi hạnh phúc không như ý, họ phải tìm hướng giải quyết, có thể chọn giải pháp văn minh để sống tự tại hơn. Vậy nhưng, khi đang còn là vợ chồng, bà Hoa lại tơ tư tưởng đến người đàn ông khác là Lương Thanh Hùng, một chàng trai trẻ khỏe tại địa phương. Hai người lén lút xưng hô vợ chồng ngọt sớt trong các cuộc tâm sự vụng trộm. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, điều đó thật đúng với mối quan hệ thiếu trong sáng của bà Hoa. Tối ngày 22 tháng 1 năm 2023, bà Hoa tổ chức ăn nhậu tại tiệm làm móng với sự có mặt của người tình Lương Thanh Hùng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, sau khi mọi người ra về, chỉ còn ta với nồng nàn, bà Hoa liền cầm tay ông Hùng dẫn vào bên trong tiệm. Không may cho cặp tình nhân vụng trộm, lúc này Trần Quốc Cường đi bộ từ phía sau nhà lên. Ghé mắt nhìn qua cửa kính, Cường nóng mặt khi thấy vợ đang cởi trang phục cho tình nhân, còn ông Hùng vòng tay ôm lấy tình nhân đám đuối. Hóa ra cây sừng trên đầu đã dài lên theo năm tháng, Cường giận dữ không còn kiềm chế được bản thân. Cường khai nhận tại phiên tòa, do bực tức nên bị cáo đi xuống phòng ngủ phía sau nhà lấy dao nhọn rồi đi lên mở cửa phía sau tiến vào trong tiệm thấy hùng bị cáo liền quát tháo thằng khốn nạn may phá hạnh phúc gia đình tao ảnh hưởng tới con tao dứt lời cường vung dao tấn công từ trên xuống với một nhát trí mạng khiến ông hùng gục xuống đất sau khi đâm tình địch cường vừa chán nản vừa lo sợ bị pháp luật trừng phạt nên tự cầm dao đâm vào ngực trái mình ngay sau đó bà hoa cùng mẹ vợ cường chạy đến can ngăn và đẩy bị cáo ra Cường tiếp tục vào nhà vệ sinh chốt cửa, dùng dao cắt cổ tay bên phải nhằm tự sát. Sau khi sự việc xảy ra, ông Hùng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng Cường may mắn thoát chết và bị khởi tố về tội giết người. Quá trình điều tra, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Cường 18 năm tù về tội giết người. Ngày 2 tháng 10 năm 2023, Cường gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tại phiên tòa phúc thẩm do tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố hồ chí minh xét xử vị đại diện viện kiểm sát và hội đồng xét xử đặt nhiều câu hỏi nhằm làm rõ nguyên nhân vụ án trong đó nổi lên mối quan hệ trăng hoa giữa bà hoa và ông hùng ban đầu bà hoa phủ nhận cho rằng tình cảm của mình và ông hùng là trong sáng tuy nhiên sau đó bà hoa mới đối diện với thực tế và có lời khai thừa nhận mối quan hệ tình cảm yêu đương với ông hùng quá trình điều tra để làm rõ tình tiết này Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành trích xuất tin nhắn từ điện thoại của bà Hoa. Các nội dung tâm tình giữa hai người trên điện thoại thể hiện rõ họ nhắn rất nhiều tin qua lại cho nhau. Cả hai người xưng hô tình tứ, gọi nhau là vợ, chồng. Sau chuỗi các tình tiết, hội đồng xét xử có cơ sở khẳng định bà Hoa và bị hại Hùng có tình cảm yêu đương. Mối quan hệ bất chính trên bị Trần Quốc Cường phát hiện lúc nửa đêm và gây ra sự kích động về tinh thần. Từ đó có thể thấy rằng, nguyên nhân, động cơ phạm tội của bị cáo được xuất phát từ lỗi của người bị hại. Vì vậy, không thể áp dụng tình tiết bị cáo phạm tội mang tính côn đồ, cần giảm nhẹ hình phạt cho cường. Mặc dù vậy, hành vi của bị cáo cường thực hiện là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bản thân là người khuyết tật nặng, cụt không một chân và có bồi thường cho gia đình bị hại. Từ đó hội đồng xét xử tuyên phạt Cường 13 năm tù về tội giết người. Cường vào tù để trả giá cho tội ác, nhưng vụ án có lỗi lầm rất đáng trách của bà Hoa. Nếu vợ chồng không hạnh phúc, bà Hoa có thể tự giải thoát cho mình bằng các quyết định đúng đắn, hợp lý hợp tình. Việc đang chung sống với chồng nhưng lại quan hệ ngoài luồng với bị hại là nguyên nhân khởi đầu cho bi kịch. Hệ quả sự lạc lối của bà Hoa là tình nhân chết tức tuổi, chồng vào tù, gia đình xào xáo, bạn bè người thân chê cười. Nỗi mất mát của gia đình bà Hoa cũng là lời cảnh tỉnh chung cho xã hội. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị hãy like và đăng ký kênh để nhận được thông tin vụ án mới nhất. Kính chào và tạm biệt quý vị.